bạn muốn spray. Ha. First. Khi mèo để thực hiện được những kỹ năng trên, đó là không có mẹo nào cả. Đúng vậy. Đó là thành quả của sự rèn luyện trí nhớ cơ bắp. Thứ mình có thể chia sẻ được cho mọi người đó chính là kiến thức, cách mình đã tập luyện như thế nào và kinh nghiệm chơi game FPS của mình. Chào mừng các bạn đến với series Thay đổi tư duy để chiến thắng. Tập 1. Người chơi tốt hay người chơi rank cao? Trước hết, mình muốn làm rõ điều mà các bạn sẽ học hỏi được ở series này là cách làm sao để thay đổi tư duy và trở thành một người chơi tốt hơn, chứ không phải là cách làm sao để lên được bậc xếp hạng cao hơn. Mình sẽ để dòng châm ngôn này ở đây để cho mọi người hiểu được cốt lõi vấn đề mà mình đang muốn nói tới là gì. Các bạn hãy nhớ, rank chỉ là chiếc vỏ bên ngoài mà thôi. Có đầy cách để lên được rank cao. Bạn đua với Smurf này, kẻ thuê này. Có bạn là Radiant bắn mỗi trận 30-40 frag và cầm Sage 0-16 vẫn win này. Holy. Một người chơi tốt, hiểu biết về vị trí Smurf, một người khi gặp được những thằng Bitlock vẫn có thể chơi được những role còn lại một cách tròn vai và phối hợp với team đi tới chiến thắng thì luôn luôn là một lựa chọn đáng tin cậy để leo rank cùng, đúng không anh em? Vậy làm sao để trở thành được một người chơi tốt? Nhận ra khuyết điểm của bản thân sau mỗi trận, hãy ghi nhớ những gì đã khiến bạn có những round thua, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai mà hãy hỏi rằng trong trường hợp đó bạn đã có thể làm được những gì tốt hơn hay không. Thứ hai, tập chơi và học hỏi tất cả những role có trong game. Có bao giờ bạn là duelist phóng như điên vào side khi smoker của bạn chưa kịp smoke những điểm nóng chưa? Hay bạn là một smoker không biết phải smoke ở đâu để tối ưu nhất không gian entry cho team của mình? Có được những kiến thức cơ bản ở mỗi role sẽ đem lại cho bạn sự đa dạng trong lối chơi và tối đa hóa được khả năng phối hợp cùng đồng đội. Cuối cùng, toxicity. Để đổ lỗi, trở nên nóng giận rất dễ nhưng kiềm chế được thì không phải ai cũng có khả năng. Nếu bạn cảm thấy không thể giao tiếp, không thể chịu được những lời chỉ trích từ người khác, hãy tập không quan tâm. Thứ duy nhất họ có thể làm được chỉ là nói mà thôi. Luôn có nút mute những người như vậy để bạn có thể tập trung vào game đấu hơn. Nhưng mà hãy nhớ, bạn không sai khi có một game đấu tệ. Bạn chỉ sai khi không cố gắng để cải thiện gameplay của mình mà thôi. Nên hãy chăm chỉ luyện tập hơn nhé. Trên đây là những gì mình cảm thấy đáng lưu ý nhất và còn rất nhiều những thứ cơ bản khác mà mình không thể chia sẻ hết ở đây được. Tập 1 này toàn là thông tin nên khá là nhàm chán, nhưng mình muốn anh em hiểu được cốt lõi của vấn đề để có thể đi được tới những thứ sâu xa hơn. Ở những tập sau, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về lối chơi trong game nhé. Nếu anh em cảm thấy video bổ ích thì hãy share tới nhiều người hơn và đừng quên để lại follow cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. See ya.